gỗ luôn là lựa chọn hàng đầu trong thiết kế và thi công nội thất. Các sản phẩm làm từ gỗ mang lại sự ấm cúng cho không gian ngôi nhà, với các đường vân nổi bật, thể hiện sự tinh tế và sang trọng. Vật liệu này phù hợp với tất cả các phong cách thiết kế, từ hiện đại đến cổ điển hay Indochine. Hiện nay trên thị trường, gỗ được chia thành hai nhóm chính là gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Gỗ tự nhiên có rất nhiều loại gỗ được sử dụng trong thiết kế và thi công nội thất, nhưng chủ yếu là các loại gỗ lâu năm như gỗ óc chó, gỗ sồi, gỗ xoan đào. Mỗi loại gỗ lại có một kiểu đường vân đặc trưng riêng, dễ dàng tạo các đường cong và họa tiết độc đáo. Các sản phẩm từ gỗ tự nhiên không những đẹp mà còn bền theo thời gian, khả năng chống nước tốt, hạn chế tối đa mối mọt. Tuy nhiên, chúng lại có giá thành cao do ngày càng khan hiếm, hầu hết đều phải nhập khẩu. Vì đặc tính tự nhiên nên dễ bị cong vênh, co ngót khi không được xử lý đúng cách. Điều này đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao, kinh nghiệm dày dặn và hiểu rõ từng loại gỗ. My House cung cấp chủ yếu 3 loại gỗ tự nhiên là gỗ óc chó, gỗ sồi, gỗ gõ đỏ. Gỗ óc chó có vân đa dạng, linh hoạt, khi lượn sóng, khi cuộn xoáy lạ mắt với tông màu chủ yếu từ nâu đến sô-cô-la. Gỗ sồi có giác gỗ màu trắng đến nâu nhạt, tông gỗ có màu đỏ hồng, gỗ gõ đỏ thường có vân lớn, các giác gỗ màu vàng đen xen kẽ. My House cam kết cung cấp gỗ tự nhiên loại 1 được nhập khẩu trực tiếp từ Bắc Mỹ. Qua bàn tay của các nghệ nhân và các kiến trúc sư sẽ mang lại không gian đẳng cấp với màu vân gỗ sang trọng cho biệt thự và siêu biệt thự của gia đình bạn. Gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp là loại gỗ được sản xuất bằng cách sử dụng keo hoặc các loại hóa chất kết hợp cùng vụn gỗ tự nhiên đã qua xử lý công nghiệp để tạo thành những tấm gỗ mới. Hiện nay, đa phần các loại gỗ công nghiệp đều tận dụng những nguyên liệu thừa, tái sinh từ gỗ tự nhiên nên giá thành thường rẻ hơn rất nhiều. Các vật liệu này không bị cong vênh, thời gian thi công hoàn thiện sản phẩm nhanh. Tuy nhiên, để tăng độ bền và hạn chế tối đa mối mọt, cần có quy trình tẩm sấy kỹ càng. Độ bền không cao, thời gian sử dụng chỉ khoảng 10 đến 15 năm. Gỗ công nghiệp được chia thành 4 loại chính là MFC, MDF, SDF và Plywood. MFC sử dụng vật liệu gỗ ngắn ngày như bạch đàn, cao su được nghiền nhỏ thành các dăm gỗ, sau đó được phối trộn cùng keo và chất hóa học khác được ép dưới áp lực lớn tạo nên các tấm ván gỗ. MDF được làm từ sợi gỗ, được né lại với nhau cùng chất keo, áp suất nén trung bình, tận dụng được nguồn nguyên liệu thừa trong sản xuất gỗ tự nhiên cùng với công nghệ sản xuất hiện đại, tạo lên vật liệu tốt và bảo vệ môi trường. SDF được làm từ bột gỗ tự nhiên, kết hợp cùng keo chuyên dụng và được ép gia cường với mức độ cao nhất nên độ cứng tốt hơn hẳn các loại gỗ công nghiệp khác. Plywood hay còn gọi là ván ép được ép từ những miếng gỗ thật lạng mỏng và ép ngang dọc trái chiều nhau để tăng tính chịu lực. Gỗ này có khả năng chịu lực tốt hơn MDF và MFC. Có 4 loại bề mặt gỗ công nghiệp. Bề mặt melamine là bề mặt nhựa tổng hợp có độ dày rất mỏng, ước chừng 0,4 đến 1 rem, được phủ lên cốt gỗ. Bề mặt laminate là vật liệu có tính năng ổn định, màu sắc phong phú, đồng đều, bề mặt đa dạng, đặc biệt có khả năng chịu lực cao, chịu chảy xước, chịu lửa, chịu nước, chống mối mọt và hóa chất. Bề mặt acrylic là bề mặt nhựa trong suốt có độ bóng, được sử dụng để phủ lên bề mặt cho các tấm ván gỗ công nghiệp. Bề mặt veneer là loại ván rất mỏng, chỉ từ 1 đến 3 mm, nạo ra từ cây gỗ tự nhiên mong muốn nào đó, sau đó được dán lên cốt gỗ MDF hoặc SDF tạo thành tấm gỗ veneer hoàn chỉnh. Mỗi loại gỗ lại có ưu nhược điểm khác nhau, vì vậy với mỗi không gian nên chọn lựa loại vật liệu gỗ phù hợp. Làm cửa sổ, bạn nên chọn loại gỗ nhẹ, màu tối. Ngược lại, với cầu thang, gỗ phải có độ bền cao, tốt nhất là gỗ tự nhiên. Đối với nhà bếp, các thiết bị gỗ phải có khả năng chịu nhiệt, chịu ẩm, dễ dàng vệ sinh và tránh bị cong vênh. Qua video này, hy vọng các bạn có thể hiểu rõ từng loại gỗ và lựa chọn được vật liệu phù hợp cho nội thất nhà mình. Nếu còn thắc mắc hay có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của My House để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.